Đây, Loki và Nancy. Nancy đến lấy giống lần thứ hai. À đây mới là lần đầu, hôm trước là đến là để xem chơi thôi. Hôm nay mới là đến lấy giống. Cứ ở đấy đây chờ con được, cứ giữ nguyên dây đấy để chờ con được qua ra. Ra cái là đã ham hố quá rồi. Khoa này nó rút dây ngay, dây này nó còn rút. Kỳ đứng yên đi, giữ luôn dây bóc luôn, giữ đấy, đứng xích ra kia để quay đoạn video nó. Kệ nó đi, cứ đứng giữ con đực ở đấy. Cho cái vờn quay, chờ tí thằng Khang nó phải vào thì nó mới yên, chứ không là lan kia ra nó hóng. Rồi, Loki và Nancy. À, để cho Loki nghỉ một tí đi. Nghỉ một tí cho nó đỡ mệt đi. Tí vào là làm việc thôi. Đang giữ nguyên dây đã. Để cho nó nghỉ một tí, đã ra cái là làm việc thôi. Rồi cho ra uống nước đi. Vừa Khang đi một cái nó Nancy nó ra nó đứng hóng luôn. Cứ lượn tí nó ra cửa. Để kéo ra góc đằng đấy. Em kéo ra góc đằng kia. Kệ Nancy. Cho Nancy ra vào. Giữ để cho đực nó nghỉ một tí. Nancy ra quan tâm. Này thì quan tâm lắm. Rồi thả đây rồi. Thả đi. Thank you.
lờ vờ thế này là sẽ còn đái còn đi. Giờ cành cao rồi đấy. Đi ra vào trong chỗ cỏ cái đi. Thôi rồi ra chỗ cỏ đi, ra chỗ cỏ đi. Từ đây để mà cho bụi nó vào hết chỗ này. Rồi. Móc dây. Giữ tí rồi để Loki nghỉ về kia ngồi chơi. Đực mà xong rồi là muốn nghỉ ngơi. Sao bây giờ nó cứ ăn cái gì dị vật phát là nó nôn hết từ dây dài. Cái đấy là tốt, cái cơ thể của nó rất là tốt. Vì nó ăn vào dị vật nó kích mà phát nó nôn ngay. Mà tài lắm. Nó còn ăn. Cứ ăn xong bữa chính ấy, thì bắt đầu mình nôn. Vì anh hay thả lông nó. Xong là mình đi làm mình kết hợp. Thì ăn xong nó ăn đi thì được thì nó hay cho ăn. Cả cái áo. Quỳnh ta cũng đi mà thấy ạ, thấy ông này. Bọn rồi, thế thế nào? Thế anh mới thấy là bọn Bec Dê với bọn Rốt này nhá, nó cùng là bọn Đức, mà nếu mà xếp hạng thông minh là bọn Bec Dê còn cao hơn nhá. Nhưng nếu nuôi bọn Rốt là nó khôn hơn, nó tức là nó khôn ở đây là nó nếu mà với người là nó khôn hơn, mà nó để ý chủ hơn, quan tâm chủ hơn nhiều, nuôi bọn Rốt là sướng hơn. Bec Dê này nhiều con đấy. Nó nhiều đô, nhiều con bướm không bằng rồi. Nô no thôi. Thôi cho bạn vào đi. Không cho nó, cho Loki nghỉ ở bên ngoài. Ra đây lên hình cái xem nào. Đi vào đây. Thôi đừng có cố nữa. Làm gì còn cái gì nữa mà cố. Đi vào đây. Nhà đây.